Rằng phải xin chào bạn. Sau đây là đang phải xin giới thiệu các bạn là vợt vợt cá nhỏ đây các bạn. Không không vợt cá to, hàng khục. Hàng ngoại cỡ. Chơi vợt chuyên dụng. Vợt này chất liệu cá là bằng nhôm các bạn nhé. Chiều dài là 1m9. Các bạn này lật ra này, kéo này xuống, kéo này xuống, này, kéo xuống cho bạn lật ngả ra. Chiều rộng của vợt này. Vợt là 35 35. Vợt cá tầm trung. Tầm 2 cân đổ lại là vợt được. To quá cũng vợt được thôi, nhưng mà phải vợt khéo. Vợt các bạn đừng hớt thẳng lên, các bạn vợt được cá cái các bạn hơi ngả kéo 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 cá để không bị thu gọn là chiều và dài của thu gọn này. Thu gọn là 6 phân, dài kéo ra là 1m9. Đấy, các bạn lưới này ra kéo okay. Ba khúc các bạn thu vào, các bạn bóp này cả đi xuống ấn xuống, bạn mở ra thì các bạn cũng bóp xuống, bóp xuống không ấn lên, bóp xuống là tháo. Được chắc. Vừa rồi Hải đang vệ sinh ra giới thiệu các bạn vợt cá vợt nhôm chiều dài 1m9, thu gọn là còn 65 cm, đường kính của vợt là 35. Hải đang vệ sinh, xin chào gặp lại các bạn sản phẩm tiếp theo của Hải đang vệ sinh.